Nhưng có khi mô tả cái dấu hiệu thì có khi không quen cái thuật ngữ của bộ môn truyền hình ảnh. Thứ nhất là nó có cái dấu hiệu là quan sát cái lá tạng màng phổi. Rất là bình thường chúng ta không nhìn thấy lá tạng màng phổi. Bây giờ chúng ta lại thấy nó lá tạng màng phổi, nó to mà. Lá tạng nó sắp thành được, chúng ta không nhìn thấy màng phổi. Nhưng bây giờ nó có tràn khí tách lá tạng mà. Lá tạng nó to rồi, cái nhu mô phổi chúng ta nhìn được lá tạng. Và từ cái chỗ lá tạng ra đến cái chỗ thành ngực ấy, là cái vùng phổi ngoại vi nó sáng hơn một vùng khác và không nhìn thấy cái vân phổi ngoại vi hay không nhìn thấy cái nhánh động mạch phổi ngoại vi. Và nhu mô phổi có thể xẹp, tức là cái xẹp nó tràn khí nhiều, tràn khí ít thì phần nó cũng xẹp co một chút xíu thôi. Đây là cái tim và trung thất sang bên đối diện. Cái này thì anh chị cũng quan sát thấy khá nhiều rồi. Chỉ những trường hợp thực sự đầy lệch nó phải tràn khí nhiều, tràn khí giáp được thôi. Cái tràn khí mức độ ít thì tim chúng ta nó hoàn toàn bình thường, không lệch đâu. Cái này mức độ tràn khí mà đầy lệch tim chúng ta đối diện là cái đời cấp cứu rất là bệnh nhân rất là khó thở, rất là nặng. Chúng ta thường phải xử lý ngay, thậm chí cắm tim vào thành ngực, tràn khí giáp được, tràn khí có van đấy. Và có thể phối hợp cái tràn khí trung thất, tràn khí thành ngực, cái này thì khá gặp trong chấn thương. Nó thường có cái tràn khí trung thất và tràn khí thành ngực, đặc biệt tràn khí thành ngực. Cái thành ngực nó có cái hình lá gọi là cây gì, bồ công anh này. Và cái tràn khí trung thất này thì hay liên quan đến cái tranh chỉ cho thở máy mà nó tai biến tràn khí. Đây là cái hình ảnh tràn khí rất là điển hình và rất hay gặp trong những trường hợp tràn khí mà anh chị gọi là nguyên phát ấy. Thực tế là thứ phát do vỡ kén khí dưới màng phổi. Chúng ta nhìn thấy đây là dấu hiệu lá tạng màng phổi, ta nhìn được lá tạng màng phổi bình thường như thế này, không nhìn có cái lá tạng đâu. Và cái từ chỗ lá tạng thành ngực thì chúng ta thấy nó sáng hơn vì đối diện nó nhánh được mạch phổi đây, thì vân phổi đây. Ở đây chúng ta nhìn thấy sát thành ngực, cách thành ngực chỉ còn 1 cm, nhìn được ở đây cái đúng đến cái đá tạng dừng lại. Và trường hợp chúng ta thấy tim chúng ta thì cũng bình thường. Và khi tràn khí chúng ta thường hay có một cái đường nằm ngang như thế này ở vùng thấp của phổi, màng phổi cũng có đường nằm ngang này. Đây là cái tràn dịch mức độ ít. Cái tràn khí ngay cả tràn khí nguyên phát thì nó có tràn dịch rất ít thôi, nhưng mà khi mà tràn khí chúng ta thường đến mức ngang này, đây là cái mức dịch. Tràn dịch nó không còn có đường cong nam bao giờ nữa. Đây là một cái tràn khí mà rất khó nhìn, rất dễ bỏ qua, nhất là các bạn chẩn đoán là gì, chụp cái quang phổi kiểm tra chẳng nghi cái gì cả, bác sĩ cho đến ngày chúng tôi cắm phim lên rất nhanh, đọc vèo cái bình thường. Nhưng các bạn khám lâm sàng ngõ ngực cảm thấy nó vẫn không bình thường, nó vang lên đối diện xem lại phim thì lúc đấy có khi mới phát hiện tràn khí. Cái này chúng ta phải rõ ràng với nhau, phải nghi ngờ chấn thương hay gì đó, đau ngực cái gì đó để định hướng, nếu không chúng ta rất dễ bỏ qua tràn khí này. Tràn khí nó ít, mông phổi bình phổi đây bình thường, bên này nó sáng hơn bên đối diện. Quan sát kỹ hơn chúng ta thấy nó nhánh vân phổi đây, bây giờ đây không nhìn thấy nữa. Và quan sát kỹ hơn nữa thì cái má tạng màng phổi rất mờ ảo, không làm đẹp, trùng đúng xương sườn cũng sau xương sườn số 4. Và phía dưới này tràn khí độ ít, ở dưới này nó không có dấu hiệu gì, tập trung bình phổi thôi. Tuy nhiên chúng ta cũng phải phát hiện cái này sớm thì có thể nó sẽ diễn biến nặng lên. Những giờ đầu như này có thể là ổn định nhưng mà có thể nó sẽ nặng lên thì chúng ta cần phải phát hiện. Cái này tôi zoom hình lên thôi, slide tôi sẽ gửi cho anh chị. Đây, cái lá tạng màng phổi to rồi chưa? Còn tràn khí mà độ nhiều thì rất dễ rồi. Lồng ngực cái bên tràn khí, cái khoang tiền sườn nó rộng ra so với bên này nó rộng ra, xương sườn thì nằm ngang đúng không? Đây. Và phổi xẹp rất là rõ. Khi mà chúng ta ngay cái trường hợp này nó tè đầy lệch rất ít thôi, hơn một chút xíu, những khí quản hơi lệch một chút xíu rồi. Và chúng ta vẫn thấy có một cái mức dịch, cái tràn dịch cũng ít ở đáy phổi này. Bệnh nhân này sau khi dẫn lưu thì cái khí nó dẫn lưu ra ngoài gần hết, nó còn một chút tràn khí đấy, nó đang tạo ở phổi, nó tạo ở phổi.
cũng tương tự thôi. Cái hình này thì các chị có thể tả cách dễ dàng. Còn cái chụp cắt lớp vi tính tràn khí màng phổi thì quá dễ. Cái này thì ngay cả tràn khí rất ít chúng ta cũng không thể không được phép bỏ qua. Bởi vì là 10-10 nhìn đấy rồi. Và cắt lớp vi tính là cái vai trò chính của chỉ định chụp. Khi mà chúng ta chưa rõ nguyên nhân thì chúng ta chụp cắt lớp để tìm nguyên nhân tràn khí. Bây giờ mình nhân một cái vết thương, một chấn thương gãy xương sườn thì đôi khi chúng ta cứ chụp cắt lớp vi tính nhiều khi nó không có nhiều ý nghĩa, trừ trường hợp chúng ta nghi ngờ chấn thương tim, chấn thương mạch máu. Đấy. Hoặc chúng ta thấy nghi ngờ chấn thương tạng ở bụng là chúng ta chụp CT toàn thân luôn, sọ ngực bụng luôn, đánh giá cuộc sống chúng ta chụp. Còn chỉ khu trú một cái gãy xương sườn ở lồng ngực thì cũng không cần chụp cắt lớp. Cái chụp cắt lớp đây mục đích chính là để tìm những nguyên nhân kén khí ổ áp xe dưới màng phổi nó vỡ, rồi hư thừa thực quản nó vỡ cũng có thể gây tràn khí, trung tắc tràn khí phối hợp tràn khí màng phổi, số nguyên nhân mà chiến lý quang không nhìn được tràn khí thì rất là dễ ta nhìn tràn khí màng phổi, tràn khí trung tắc, tràn khí màng phổi, tràn khí thành ngực. Ở đây các anh chị nhìn cái khí nó lóc vào giữa các bức sợi cơ. Chính vì vậy trên cái phim X quang ngực các anh chị vẫn nhìn thấy chỗ tràn khí thành ngực ấy thì nó có những cái dải nằm ngang đấy, giống như cái dấu hiệu được cái vân lá của công anh ấy. Lý do vì sao cái vân đấy trông nó như kiểu chụp những cái gạc sợi vải trên cái người cái bệnh, nhưng không phải, thực ra đây là khí lóc ở sợi cơ tạo ra cái hình đấy. Ở đây chụp cắt lớp này mục đích chính là để tìm những cái kén khí này. Tuy nhiên những cái kén khí này là nguyên nhân gây tràn khí nhưng mà đôi khi cũng không phải dễ phát hiện nó vỡ từ kén khí nào nếu như có quá nhiều kén khí. Thường người ta phát hiện những vùng mà sau khi mà nó vỡ nó có cái hình tổn thương kính mờ và nó dày cái màng phổi vị trí đấy thì người ta nghi ngờ rồi thì không chắc. Tuy nhiên với trường hợp phát hiện các kén khí lớn tràn khí và chúng ta điều trị nội không hiệu quả, đây là một cái thứ nó định hướng cho người ta nội soi bằng phổi tìm vị trí để người ta khâu. Một số nguyên nhân ví dụ như cái này viêm phổi do tụ cầu vàng, cái này thì anh chị cấp cứu sức gặp nhiều lắm. Các cái khoa nội về hồi hô hấp bây giờ gặp những cái này thì còn ít hơn anh chị. Hầu hết những viêm phổi nặng tụ cầu vàng vào cái khoa cấp cứu hồi sức. Ở bệnh viện tại Hà Nội hầu hết những cái ca như này cũng là nằm ở điều trị khoa cấp cứu hồi sức chứ không liên quan nội hô hấp đâu. Những cái áp xe nó vỡ gây tràn khí, thực ra là gây tràn mủ và tràn khí màng phổi, trường hợp cả hai bên luôn, tràn mủ và tràn khí màng phổi hai bên. Siêu âm chẩn đoán tràn khí màng phổi ở đây nó là đặc sản của chính các bạn chứ không phải của khoa thì anh ngại một mua đơn giản đâu. Tức là khi các anh chị đặt cateter hoặc là một số thủ thuật đặt nội khí quản thở máy, sau đấy thì anh chị bao giờ cũng khám kiểm tra. Khi mà nghi ngờ tràn khí thì cái thứ đầu tiên anh chị dùng đến là chẩn đoán, đó là siêu âm chứ không phải X quang là chúng ta phải gọi như quay quang, cái thuật viên lên chụp cái mất cả nửa tiếng thì việc chúng ta đập dò siêu âm mà chúng ta chẩn đoán đấy là cái mà chúng ta sử dụng. Cái chỉ sử áp dụng chẩn đoán nó là cái dấu hiệu gọi là nó có hai cái dấu hiệu là lung sliding đấy và dấu hiệu loss of lung sliding là như thế này. Bình thường chúng ta thấy đây là trường hợp bình thường là bên tay trái hình A đây, chúng ta thấy rằng là khi siêu âm chúng ta thấy cái phổi nó trượt đấy, cái phổi nó trượt đấy. Cái trượt là gì? Cái lá tạng màng phổi nó che bao phủ lên nhu mô phổi và khí nó ở dưới, cho nên khi mà hít thở thì cái lá tạng nó thành cái trượt đi trượt lại làm cho cái phổi nó cũng trượt đi trượt lại, và cái tăng âm này toàn bộ là khí nó tạo thành các đường chiếc ảnh, cái đường nằm ngang chiếc ảnh như thế này. Lát chúng ta sẽ bàn luận đường A line, đường B line sau. Và chúng ta thấy được rằng những đường ngang nó trượt, đây là phổi trượt, là dấu hiệu phổi trượt. Đây là cái dấu hiệu bình thường. Khi mà tràn khí thì cái khí nó sẽ xen kẽ giữa lá tạng và lá thành. Lá tạng nằm ở dưới này và khí tiếp xúc vào lá thành
mà lá thành thì dính thành ngực nó không chuẩn. Chính vì vậy và khi hít thở chúng ta sẽ không thấy hiện tượng phổi chuẩn, chúng ta nhìn so sánh hai bên, bên này phổi không chuẩn, bên này phổi chuẩn. Dấu hiệu này các bạn nào trong lớp mình chưa sử dụng đến không? Cả lớp đăng yên tức là tất cả mọi người sử dụng rồi đúng không? Tôi giảng bình thường. Tôi dù sao tôi cứ nhắc lại là bài bản. Một cái dấu hiệu nữa là dấu hiệu lăng quay sai. Tôi biết thì cái từ tiếng Việt như thế nào cho nó phù hợp. Là dấu hiệu điểm phổi nghe thế nào nhỉ? Mọi người hay quen cả các bác sĩ cấp cứu giúp tôi xuống hội chẩn thì thế vẫn dùng cái từ lăng quay sai. Chúng ta đặt cái đầu dò vào cái đường ngách trước và đường ngách giữa để tìm dấu hiệu này. Đấy. Và tất nhiên là cắt ngang cho trục cơ thể, tức là soi mặt giường là cắt đứng ngang đấy. Và chúng ta sẽ tìm cái dấu hiệu. Chúng ta nhìn đây, đây là cái màng phổi, chúng ta thấy cái phổi ở dưới này, cái phần này với cái phổi này, thì cái phổi trên này nó trượt, cái phổi chỗ này thì không trượt. Cái hình này xin lỗi là hơi ngược một chút nha, đặt nó hơi ngược một chút, các em phải xoay để chiếu lên trên theo đúng logic hình. Thì chúng ta thấy cái phần mà cái phổi trượt đây chứng tỏ là đây là chúng ta quan sát thấy lá cạn, còn cái chỗ dưới này phổi, cái chỗ này thì phổi nó không trượt. Như vậy chỗ này có khí ở đây, và cái chỗ ranh giới giữa cái chỗ mà phổi trượt, chỗ phổi không trượt, người ta gọi là lăng quay. Cái điểm ranh giới giữa phổi trượt và phổi không trượt thì cái chỗ phổi không trượt là tràn khí, cái chỗ phổi trượt là bình thường. Như vậy khi bệnh nhân nằm ngửa lên đấy, cái phần ở phía trên phổi nó không trượt, cái phần ở phía dưới phổi nó trượt. Cái dấu hiệu này thì có độ nhạy nó không cao, nó dao động tùy được báo cáo 70-80% con người và 60% con người và 90% nó tùy theo mức độ tràn khí nhiều ít mà thôi. Tuy nhiên khi xuất hiện dấu hiệu này cái độ đặc hiệu rất là cao, gần như 100%. Đây là cái dấu hiệu được thường xuyên được sử dụng trong chẩn đoán tràn khí mà không. Tràn khí quá ít thì các bạn không phát hiện ra tôi, nhưng còn tràn khí mà đáng kể một chút thì các bạn thường xuyên thấy dấu hiệu này. Tràn dịch màng phổi cũng là cái bệnh lý gọi là vừa là nội khoa vừa là ứng dụng rất nhiều trong cấp cứu hồi sức. Tôi không đi lại về cái nguyên nhân này nhé, khi anh chị trình bày thì anh chị có thể viết một vài từ vào cho nó đầy đủ bài bản. Tôi không muốn nói lại thấm dịch tiết chảy máu và u, mà hình tràn sỏi dịch màng phổi thì người ta phải nhắc đến hai vấn đề của tràn dịch màng phổi khu trú và tràn dịch màng phổi tự do. Tôi không biết các bệnh viện khác như nào, như Bạch Mai thì tôi học nội chú đến 6 tháng rồi lên xương tại giường, chụp X-quang tại giường. Năm tôi học nội chú rồi tôi sang đấy năm 2002. Tôi thấy các bác sĩ là chẩn đoán rất là tốt. Bên bệnh viện Đại Liên Lộ thì mấy bác sĩ cũng nổi sức học nội chú Bạch Mai. Từ Thầy Hải đi từ Bạch Mai ra thì mọi người chẩn đoán rất là giỏi. Hầu hết là kỹ thuật viên tôi chủ đẩy ảnh lên hệ thống, các bạn đã đọc ông chẩn đoán bầm hết rồi, thậm chí là chẩn đoán tràn dịch khu trú rồi nghĩ nguyên nhân động viên tương chim kia trên phim rồi, phân tích rất là nhanh rồi. Nhiều bác sĩ cho đây ngành trẻ không kinh nghiệm chả bằng các bạn đâu. Thế nên cái tổn thương này anh chị đi thi anh chị cũng không cần phải đọc đi đọc lại đâu. Cái mô tả nhớ gì mô tả cái đấy thì chắc cũng được 7-8 điểm hết rồi, nhưng mà nó có một vài thuật ngữ chúng ta nhớ rồi. Đặc điểm nó tràn dịch là mờ đồng nhất, vì dịch là độc nhất. Đấy, và giới hạn trên là được cong D'Amazo, được cong D'Amazo là chỉ tự cả nhé, cong lõm xuống dưới ở bên ngoài cao hơn bên trong đúng không? Và vòm hoành thì cao hơn bình thường đối với trường hợp tràn dịch màng phổi dưới phổi. Cái này thì có thể một số bác sĩ cấp cứu không để ý, tôi đi hội chẩn mấy ca rồi các bác sĩ không để ý đi. Cái này, đây là một cái tràn dịch đặc biệt. Nó tràn dịch nhưng mà nó lại không tạo thành đường cong D'Amazo. Dấu hiệu là cái màng phổi, cái vòng hoành của cái bên tràn dịch cao hơn bên đối diện nhiều. Bình thường cái vòng hoành phải trái tranh nhau khoảng 1 phân rưỡi cùng thôi,
chênh nhau 45 cm. Tất nhiên chuyện là chúng ta băn khoăn có thể do bị nhão cơ hoành, nhật cơ hoành, nhưng mà chúng ta bao giờ phải đặt ra thêm một vấn đề nữa là tràn dịch, về tràn dịch bằng phổi dưới phổi do cái nhu mô phổi đó mất sự đàn hồi và tạo ra hình như vậy. Và tùy theo cái mức độ tràn dịch mà nhiều ít thì có thể mờ các sườn hoành, mờ toàn bộ bộ phim phổi. Tim mà trung thất thì đầy lệch sang đối diện là dấu hiệu khá hay gặp, khá là tràn khí, tràn dịch đáng kể một chút là bắt đầu đấy rồi. Nếu như mà trong cái tràn dịch một bên nhiều, mờ nhiều mà lại không thấy đè đầy phổi rồi, nếu không này trung thất và tim thì lúc bao giờ nghĩ nó sẽ phổi trong vùng đấy. Nguyên nhân chúng ta biết rồi, hay gặp nhất thì vẫn là một cái u phổi, u phế quản phổi gây sạch phổi. Rất dễ, mình cộng đa bao dung, đè đầy trung thất. Đây là một trong trường hợp đôi khi chúng ta có thể chuẩn đoán nhầm. Có thấy cái cơ hoành bên trái nó cao bên phải. Cái này nó có thể do gì? Do nhão cơ hoành, có thể gây như này, liệt cơ hoành gây như này. Tuy nhiên những trường hợp nhão cơ hoành và liệt cơ hoành thì cái đỉnh cơ hoành nó rất là cao, góc sườn hoành rất là sâu, nó khác. Và chúng ta để ý có một cái dấu hiệu ở đây để biết ngay rằng nó không phải là một cái nhão cơ hoành hay liệt cơ hoành, nó là cái bóng hơi dạ dày. Chúng ta nhìn đây, bình thường cái bóng hơi dạ dày nó cách cái vòm hoành này thì nửa 0,5 cm đến 1 cm là cùng thôi, giờ cách mấy cm là bất thường. Vì cái thành dạ dày cái vùng đỉnh này là khoảng 3 mm, cơ hoành khoảng 3 mm thôi, thì nó cũng không có lý do gì mà cái bóng hơi dạ dày nó xa như thế này. Đây là dấu hiệu nghiệm gợi ý một cái tràn dịch bằng phổi dưới phổi, và chẩn đoán xác định bằng cái cách chúng ta cho xuông bằng phổi xem có dịch hay không. Chờ phải chụp được chụp các nước vi tính, tràn dịch bằng phổi rất là rõ. Trường hợp này cũng vậy, chúng ta thấy cái góc sườn hoành bên trái này mở, để chắc một chút dịch ở bên này, nhưng bên này thì chúng ta thấy cái dấu hiệu là cơ hoành nó cao hơn hẳn so với bên trái, thì tương chênh nhau khoảng 1 phần 1/2, cao hơn rất nhiều. Và khi siêu âm cũng là cái tràn dịch bằng phổi dưới phổi. Và hiện tại chúng ta nhìn thấy gần những cái mức đi như này. Tràn dịch bằng phổi khu trú, tràn dịch bằng phổi khu trú thì gặp ở trong khoa nội nhiều hơn là khoa cấp cứu, thì nó cũng ít trường hợp là cấp cứu, nên hầu hết là điều trị trên khoa nội hô hấp nhiều hơn. Tuy nhiên một số trường hợp những chủng nặng có viêm mủ màu phổi có thể vẫn là ở khoa các anh chị. Thì đó là những hình mờ đồng nhất ranh giới rõ và tiếp giáp với thành ngực, tạo thành ngực bề một góc khoảng góc tủ. Nếu như nằm ở trên rãnh nhân thùy thì nó có hình thoi, và bao giờ cũng nhớ là ranh giới rõ là đồng nhất. Đây chúng ta thấy đây là cái hình tràn dịch bằng phổi khu trú, tạo thành góc thoải với thành ngực bên và ranh giới rõ hình thoi. Tuy nhiên trường hợp thì quá rõ rồi, trường hợp này thì dễ. Nhưng trường hợp này, đây là một trường hợp mà chúng ta có chẩn đoán tràn dịch bằng phổi khu trú được rồi, không nhất thiết phải ra hình này. Chúng ta thấy cái tràn dịch bằng phổi bên này bình thường từng cong nam bao dù ấy, thì nó cong lõm hài hòa từ trong ra ngoài, nó không có bắp. Chúng ta thấy cái chỗ này nó lồi ra và nó có bắp ở đây, xong ra đây. Dưới này cũng có tràn dịch nhưng ở đây nó có dính bằng phổi ở đây và dính bằng phổi ở dưới này, nó tạo thành cái dấu hiệu có bắp này. Khi mà thấy cái dấu hiệu có bắp này là đã hướng tới cái tràn dịch bằng phổi có cái vùng dính, có cái vùng khu trú rồi. Và nguyên nhân của cái tràn dịch màng phổi khu trú hay gặp nhất là viêm mủ màng phổi, cái tràn máu của phổi sau nó dính. Tất nhiên cái tràn viêm mủ màng phổi nó dính nhanh hơn cả tràn máu, rất nhanh. Cái trường hợp về đây, cái tràn dịch màng phổi khu trú ở rãnh nhân thùy mình soi rất rõ, ranh giới rõ nhọn ở đầu. Đây là rãnh nhân thùy, tràn dịch bằng phổi tạo thành hình thoi. Đây là hình thoi nữa, đây là rãnh nhân thùy lớn, đây là rãnh nhân thùy nhỏ.
xương tràn dịch màng phổi. Xương được ứng dụng rất nhiều trong trong chẩn đoán tràn dịch màng phổi và khoa cấp cứu anh chị. Mục đích là gì? Chẩn đoán xác định. Thứ hai này, chẩn đoán xác định có dịch khi không có dịch. Trên siêu âm là đừng chẩn đoán xác định luôn. Thứ hai là ước lượng tràn dịch nhiều hay ít. Trên X quang thì cũng có thể ước lượng được dựa trên mức độ mờ, nhưng mà trên siêu âm mình ước lượng thường hay được áp dụng ước lượng tính là đơn vị ml, cái này các anh chị khá hay sử dụng. Chắc trong đây thì 100% các bạn đều ước lượng dịch, vài cách ước lượng dịch. Nhưng mà cách ước lượng dịch của khoa cấp cứu của anh chị, cấp cứu của anh chị là ước lượng dịch đo dịch là từ thế nào. Lát nữa tôi sẽ đưa một cái công thức, có nhiều công thức. Công thức hay sử dụng là công thức 3 lít tôi được đưa ra. Và thứ hai đánh giá công thức dịch, dịch trong hay dịch không trong, dịch có vách hay không có vách, đấy rất quan trọng. Những dịch mà có vách, có dính màng phổi thì là sẽ quan sát được. Và cái việc chọc bằng các cái thủ thuật thông thường là hầu như là không làm được. Là lấy một chút dịch xét nghiệm rồi nhưng không làm sạch được. Đánh giá dày màng phổi và các nốt hay khối màng phổi, cái này thì hay làm hơn là qua nội hô hấp. Anh chị hay sử dụng siêu âm để sinh thiết màng phổi. Qua từng ngành cũng thỉnh thoảng sinh thiết thì màng phổi nhưng vẫn là siêu âm này. Và định hướng chọc hút dịch màng phổi. Siêu âm chạm dịch màng phổi thì rất là dễ, thì cơ hoạch lách đây, phổi. Khi mà tràn dịch màng phổi lượng dịch đáng kể thì phổi xương sẽ xẹp lại. Mà xẹp như là cái cấu trúc của nhu mô phổi xẹp, nó gần giống như mô lách, như mô gan. Tuy nhiên trong cái vùng nó có những điểm tăng âm, những lượng khí nó không ra hết thì nó có những điểm tăng âm ở trong cái vùng xẹp phổi đó. Và ước lượng dịch thì cũng giống như là cái tìm dịch thôi. Chúng ta cho tư thế nằm hầu hết đầu rồi, chúng ta đặt ở đường lách sau, đường lách sau, và chúng ta xem lách sườn hành đi xuống dưới và đi ngược lên trên, nên tận sát xương bả vai chúng ta tìm, vì khi nằm dịch nó sẽ dồn sát sau, nên chúng ta sẽ đánh giá bằng đường lách sau. Và cái đo dịch, ước lượng dịch thì chúng ta cũng ước lượng bằng cái phương pháp là đo vị trí đường lách sau. Đấy, đường lách sau này, đường lách giữa, đường lách trước, là đo đường lách sau. Và chúng ta sẽ đo từ thành ngực cho tới cái bề mặt như mô phổi hay màng phổi tạng, đo hướng tiếp tuyến được vuông góc như này, cái vị trí của màng phổi này. Và cái khoảng cách tính theo đơn vị thì mm và nhân cái 20 lượng lượng dần lượng dịch, lượng lượng của cùng chính xác 100% tương đối. Tôi nói ví dụ cái tư thế này thì chỉ đo 5 cm, chắc nó cũng thì nhân như 20 chúng ta tràn dịch màng phổi khoảng 1 lít. Đấy. Nhưng mà 20 mm thì khoảng 400 mm. Anh chị có thường dùng công thức này không, hay dùng công thức nào? Lớp trưởng chắc đi Bạch Mai, tôi một thích quen. Các bạn nghe không hay thì đi đâu hết rồi. Vâng, lúc em vẫn nghe đây. Dạ nghe thưa thầy, là một em cũng ước lượng thì sơ bộ như thế này và kết quả khi chọc ra thì cũng gần giống đấy thầy ạ. Không giống à, hay sao? Nó cũng tương đối đấy ạ, cũng chỉ chênh nhau không nhiều đâu ạ. Không, tí tôi nói có dùng công thức này không ạ? Có đấy, cũng hay dùng đấy ạ. Thực ra thì nó là ước lượng thôi, nó chả chính xác lắm đâu, không đúng 100% đâu. Thế nên là bạn nói đúng rồi, nó chỉ là tương đối thôi, nó không chính xác. Nhất là khi mà cái quá trình làm xương với chúng ta đặt mỗi một vị trí nó một khác nhau, không phải bác sĩ nào đặt đúng đường lách sau đâu. Thế nên là chúng ta đặt nó khác thì nó đã khác, thì mà ngay cả đặt đúng rồi thì nó cũng là tương đối thôi. Cái này thì nó giống như là đi xương thai ấy. Ước lượng em bé bao nhiêu cân thực ra là nó rất khác nhau, ngay cả một bà mẹ, một ông bác sĩ làm thứ nhất ra được 3 cân 2, lần thứ hai ra 3 cân rưỡi rất bình thường. Vì sao? Khi cái lượng dịch thì nó thay đổi theo các cái hướng khác nhau. Ví dụ bệnh nhân nằm chỉ nghiêng đi một chút sang cái phía bên mình đo thì lập tức là cái lượng dịch nó nhiều hơn phải đáng kể. Mặc dù lượng dịch thế thôi, chúng ta đo nó sẽ tăng lên. Bệnh nhân nằm nằm hơi nghiêng sang bên đối diện
thì lượng dịch lập tức là mình đã đo sẽ ít đi, đấy là nó tương đối thôi. Đấy. Nhưng như vậy mà cũng cần phải có sự làm nhiều kinh nghiệm, nhiều nhìn phim X quang nữa. Tôi thấy gặp nhiều bác sĩ nhìn phim X quang rất nhanh, đọc khoảng mấy trăm mỹ, tôi còn nhanh hơn cả xương. Cấu trúc dịch đây anh chị nhìn có nhiều loại cấu trúc dịch, trong đấy là dịch máu, dịch mủ, dịch tiết, dịch thấm. Tuy nhiên trên xương chúng ta sẽ không phân biệt như thế, chúng ta chỉ nói là dịch trong. Dịch trong tức là gì, chúng ta thấy nó chống âm thì nó có thể dịch tiết, dịch thấm, điều đó không phân biệt được. Thứ hai là gì, dịch không trong. Dịch không trong là dịch máu và dịch mủ rất khó phân biệt, trừ trường hợp bệnh nhân tràn máu rất cấp tính, ta xương đến những cục máu cục rõ lắm đọc người ta biết, còn bình thường nó rất khó phân biệt. Phân biệt chính là dựa vào lâm sàng, những cái lâm sàng chứ không phải là vào hình ảnh. Và đây là cái hình ảnh mà chúng chị nhìn thấy, đây là cái dịch nó đầy vách, và nó dính, cái nhu mô phổi nó xẹp co kéo dính. Những cái trường hợp mà dịch không đồng nhất và có những vách như này, khi chúng ta chọc thì hầu hết chúng ta chỉ hút được một chút dịch. Dịch thì chụp cái quang nhìn khá nhiều, cái chiếu từ 2-3 ml đã tắc rồi. Đấy, trường hợp mà xong chọc mấy mãi thì chỉ được 1-20 ml. Đấy, đây là trường hợp mà có dày dính màng phổi thì không đồng nhất. Và thứ hai là gì, chúng ta siêu âm cũng xem có khối của màng phổi hay không. Trường hợp chúng ta thấy cái màng phổi dày rất nhiều, từ màng phổi từ lên đây là dày rất nhiều, từ đây giúp chúng ta định hướng cái chẩn đoán nguyên nhân, cũng như định hướng chúng ta sinh thiết thiết màng phổi. Chúng ta nó đi tính để chẩn đoán thật dịch màng phổi thì có lẽ cũng ít sử dụng trong khoa cấp cứu. Chúng ta chỉ chụp các nước thì để chẩn đoán vấn đề khác chứ không phải chẩn đoán cái thành dịch này. Để cái thành dịch này thì thường để cho bên nội khoa, bên nội quốc người quan tâm hơn. Thì chụp các nước thì cái chuẩn chẩn đoán chẩn dịch chỉ quang siêu âm thấy rồi, các nước thì tính thì rất là rõ, xác định rõ ràng luôn. Cũng có cái phương pháp ước lượng dịch đo cái nhân như vậy, nhưng tất nhiên là cũng chỉ là tương đối như bạn vừa nói thôi. Đánh giá màng phổi có dày dính hay không, khi tiêm thuốc cản quang là thì chúng ta thấy màng phổi nó dày đến tắc thuốc, nó dính là phải có cư trú không cư trú, chúng ta cũng biết. Và điều đặc biệt là chúng ta sẽ đánh giá tốt cái nhu mô phổi trong cái vùng tràn dịch. Tôi nói ví dụ màng phổi một bên tràn dịch nhiều, trong nó có áp xe phổi chẳng hạn, có u phổi chẳng hạn, rất hay gặp u phổi, thì trên trên quang chúng ta không nhìn được dịch cái che đi, thì chụp cắt lớp sẽ nhìn rất rõ. Và u màng phổi thì chỉ đi qua khi nó tràn dịch thì phần lớn không nhìn được, thì chụp cắt lớp chúng ta có thể phát hiện được cái u của màng phổi. Thì để cắt lớp vi tính thì cũng giống như siêu âm thôi, khi mà dịch thấm hay dịch tiết không phân biệt được, chúng ta chỉ biết đó là dịch tự do không có cấu trúc lắng đọng. Và nếu như dịch khu trú thì rất là rõ ràng, chúng ta nhìn được ngay, nó tạo thành những hình thoi dành dưới rõ. Trường hợp rãnh nghiền thùy thì rất đẹp, chúng ta nhìn đây là rãnh nghiền thùy đây, là dịch khu trú rãnh nghiền thùy. Và đối với tràn máu thì chúng ta có thể xem được những cái ổ máu, máu cục. Chúng ta có khả năng nhìn tổng quát hơn được quang và siêu âm. Cái cục máu tăng tỷ trọng rất là cao, và điều đặc biệt chúng ta nhìn thấy là cái thành động mạch tỷ trọng nó cao hẳn lên như này. Bình thường ấy, máu trong động mạch, cái thành động mạch tỷ trọng nó gần ngang nhau, chúng ta không nhìn thành, chỉ trừ chúng ta tiêm thuốc cản quang mới đã hiện thành lên thôi. Thì trong lòng nó tỷ trọng cao, thành động thấp. Và trường hợp này thì chúng ta không tiêm thuốc vẫn nhìn rõ thành và tỷ trọng. Cái đấy là nguyên nhân bệnh nhân mất máu, làm cho cái máu bị pha loãng, tỷ trọng dịch thì trong máu nó giảm rồi, thành một mạch nó hiện hình rõ. Viêm mủ màng phổi, tràn dịch màng phổi khu trú, mà do viêm mủ rất là dễ chụp lên nhìn thấy ngay cái phổi bị để ép xẹp tạo thành ổ dịch, màng phổi dày hết lên này. Bình thường chúng ta không nhìn rõ màng phổi thì nó dày, bắt thuốc cản quang rất mạnh, tức là gì, dính màng phổi, dính cả vào chỗ cái màng phổi tạng, nhu mô phổi tạo thành ổ dịch khu trú. Đây là cái khí ở trong cái ổ dịch liên quan chúng ta chọc hút. Chúng ta có thể phát hiện một số nguyên nhân như là u màng phổi,
hoặc những cái ung thư khác, như cụ thể trường hợp này cái tràn dịch màng phổi này, tôi đã thấy nó hơi dày một chút, cái dày này do viêm cũng phân biệt được, do u cũng phân biệt được. Tuy nhiên chúng ta thấy có cái tổn thương di căn tiêu hết cột sống, từ thân sống tiêu xương sườn này. Người ta biết ngay đây là một cái tổn thương di căn và màng phổi cũng là một cái đích di căn. Và trường hợp này là cái u màng phổi, chúng ta có thể thấy nhìn được các cái nốt màng phổi dày đấy, như này, những cái khối. Tuy nhiên những cái trường hợp là di căn màng phổi hay u nguyên phát màng phổi mình nhìn thấy cái nốt nốt và khối như này thì không không nhiều bằng những trường hợp chúng ta chỉ nhìn thấy là dày nhẹ một chút như trường hợp trước được không. Một số cái bệnh lý khác thì có lẽ tôi nghĩ là tôi không nên nói vậy nữa vì nó không trong cái nhóm bệnh anh chị thì áp dụng chẩn đoán hàng thường xuyên trong cấp cứu hồi sức như là vôi hóa màng phổi, đá bắt ruồi, mai mực, đá bắt ruồi, asbestosis. Thôi tôi không đưa, không trình bày cái này nhé. Cái bệnh này nó bệnh sức đặc bụi amiang, vấn đề của khoa nội hô hấp chứ không phải của anh chị cho nên ung thư. Tôi không trình bày thêm cái này nữa nhé, ngắn gọn cho anh chị thôi. Vâng, thấy thầy cứ cô chú cho bọn em về chuyên ngành hồi sức nó tiếp tục với bọn em, thầy cứ cô chú lĩnh vực nào mà thầy cảm thấy là nó cần thiết cho bọn em ấy thì nó tốt hơn ạ. Thế thì bỏ người đi nhé, trình bày cái này xem cái chị cũng chẳng Vâng, cái này chắc của chuyên ngành ngành ung ung để tôi xem lại về cái phần vừa rồi hỏi đơn giản thôi nhé, hỏi những sinh viên trên chị đó vâng thì ạ, thì cũng nhờ thầy cho bọn em những câu hỏi đơn giản thôi để bọn em làm sao để giống như thầy nói một điều kiện ấy, để tạo điều rồi tôi kiện cho sẽ về về mặt phối nâng. Đây, tôi sẽ đưa hai câu luôn trong cái vào cái chat luôn hai câu luôn anh chị nhé. vâng ạ, anh xin Tôi thầy sẽ hai đưa câu. vào một là trình bày chẩn đoán X-quang siêu các lớp vi tính tràn khí màng phổi. Ngắn gọn nha, mỗi một cái câu như anh chị viết khoảng độ trang rưỡi thôi, anh chị đừng có lo, trừ trường hợp anh chị muốn điểm quá cao thì đừng đừng có viết dài đọc nó mệt mỏi. Câu thứ hai là trình bày chẩn đoán X-quang này siêu âm này các lớp vi tính tràn dịch màng phổi chưa? Như này thì các chị nghe một lần từ slide anh chị nhé, chị nhớ lướt qua một lần thôi. Còn xem còn cái phần nữa là tổn thương phổi đúng không nhỉ? Thế thầy cho hai câu này thôi được. Các bạn coi như còn học cái bài về 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 về, về các tổn thương của phổi nữa cơ, thì tôi không ra là chủ nhiệm bộ môn tôi nguyên Thế thì tắc thầy cho hai, lắm. tôi Ông nằm bệnh viện nào, cho quay bạn bạch đỡ thầy mai ạ. không, Em làm bệnh viện nội tiết thầy ạ. bệnh viện nội tiết à? Thế thì cái tổn thương ở phổi xem nào, các anh chị làm về xương phổi nhiều chưa? Thực ra bên nội tiết của em cũng là bệnh viện chuyên ngành thầy ạ, nó cũng cũng ít gặp. Bọn em cũng chủ là chẩn đoán bằng hình ảnh X quang thôi thầy ạ. Thế là các bạn bên bệnh Mai hoặc một số bạn bệnh viện đa khoa thì sẽ gặp nhiều hơn thầy ạ. Thế tôi sẽ hỏi một câu hỏi nó cũng đơn giản một chút thôi nhé, Vâng. nó là chuyên ngành của anh chị đấy, cho nên là tôi sẽ đưa một câu nữa rằng anh chị chúng ta sẽ bàn luận sơ bộ rồi anh chị tìm hiểu thêm rồi tìm hiểu thêm rồi cũng 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 là một câu hỏi nữa nhé, bắt buộc tối thiểu ba câu.
Và câu là trình bày các dấu hiệu siêu âm phổ gặp trong trong chẩn đoán tràn khí màng phổi, phù phổi và viêm phổi. Được chưa? Câu này lát ta bàn luận nhau, tôi gợi ý vài cái cho anh chị. Câu này có khó không? Chắc là không khó đúng không? Anh chị này cái chị làm suốt mà. Thế bây giờ tôi trình bày cho anh chị tổn thương cơ bản là phổi đông đặc là gì này, xẹp phổi là gì này, khối không là gì này, nốt là gì này, thì nó không hợp lý lắm nhỉ. Hình hang là gì này, đúng không? Vì các tổn thương của phổi là mình phải bắt buộc phân tích đấy, thì dày từ chiếc kẽ hình nới nốt thì tổn thương trung tâm điều thùy ngoại vi điều thùy, chứ cái đấy thì thực ra thì nó là các tổn thương phổi đấy. Nhưng mà tôi thấy nó có vẻ như nó không hợp lý lắm trong các lớp của anh chị, thì thôi ta đi vào cái phần này nhé. Bạn đồng đồng ý không? Dạ, vâng ạ. Vâng, thầy cứ giảng đi ạ. Rồi, thế thì để các bạn dừng lại 5 phút để tôi lấy cái bài liên quan với xương phổi. Gợi ý mấy phút thôi nhỉ? Vâng ạ, vâng ạ. Thầy cứ xin. Tôi sẽ bổ sung thêm nốt cái câu hỏi này nhé. Các bạn có muốn nghe các cái hội chứng của phổi giống như là cái mục tiêu học không? Đông đặc xẹp phổi không? Tôi nghĩ là nó không phù hợp với các bạn lắm đâu, tức là tức nghe cũng được nhưng mà nó không thực tế lắm. Còn viêm phổi thì chắc toàn chuyên hai, thì các bạn đọc bức quang viêm phổi thì quá siêu rồi nhỉ, đúng không? Cũng không nên hỏi những công ty đấy, công ty đấy vì nó mất thời gian. Vâng. Tôi không hẳn đi sâu, đi thêm một chút nữa cái siêu phổi. Vâng. Tôi chưa biết thì đi thêm vào cái này một chút thôi. Thì cái câu hỏi thứ ba này các bạn trình bày luôn cái dấu hiệu phổi trượt, cái dấu hiệu mất phổi trượt, cái dấu hiệu lăng quay sai nữa trong cái mô tả đấy. Thứ hai nữa là gì, chúng ta sẽ nói về cái hình ảnh siêu âm của tràn dịch màng phổi, dịch trong, dịch không đồng nhất, dịch có vách đấy, dính màng phổi. Trong cái câu hỏi thứ ba đấy, chúng ta phải trình bày mấy dấu hiệu đấy. Thứ nhất là có dày, phát hiện dịch trong này, dịch không trong này, dịch có vách không có vách này, có dày màng phổi không này, thậm chí nhìn thấy có khối u của màng phổi. Nên đây chúng ta đang mô tả các dấu hiệu siêu âm của màng phổi này. Đấy, còn cái tràn khí thì chúng ta nói nó có cái dấu hiệu trật phổi trật, mất dấu hiệu trật phổi trật, rồi đang quay sai. Và cái phần nhu mô phổi, siêu âm nhu mô phổi thì nó có ít dấu hiệu hơn rất nhiều, nên chúng ta cũng cần đưa vào ứng dụng. Thứ nhất là người ta nhắc đến hai cái loại đường A-line và đường B-line. Cái này trong lớp mình chắc biết hết rồi, bạn đồng biết rồi đúng không? Em bị chưa kinh nghiệm nhiều này đâu ạ thầy. Bởi vì em nói là bọn em bệnh viện chuyên ngành mà. Nghe rồi biết rồi, tôi của bạn là chưa biết thì nghe. Vâng. Bình thường, khi siêu âm bình thường thì nó là đường A-line. Đây siêu âm phổi chúng ta thấy rằng nó có đường sáng này, và rất nhiều đường sáng lặp lại. Đây là cái nhiễu ảnh cho khí trong nhu mô phổi. Trên cùng thì lá tạng màng phổi, xong bắt đầu khí của phổi tạo thành nhiều đường nằm ngang lặp lại như này. Và đây là cái trường hợp phổi giãn nở tốt, tổ chức kẽ mỏng, không có bất thường gì cả, thì nó là hình ảnh đường A-line. Và nếu như cái tổ chức kẽ mà dày phù đề lên, có thể có tổ chức, có thể có dịch, có tế bào viêm, và đặc biệt là có dịch trong một số cái phế nang, thì nó không tạo thành hình ảnh A-line này nữa, vì những cái đường nhiễu ảnh do khí nó đứt đoạn, tạo thành cái đường chạy dọc như thế này, người ta gọi là đường B-line. Và khi xuất hiện cái đường B-line như thế này thì nó gợi ý một cái tổn thương gì, là nhu mô phổi bị phù phổi, thì nữa thì viêm phổi, và đặc biệt đến cái viêm phổi lan tỏa, viêm phổi lan tỏa, những viêm phổi do virus,
Và một trong những cái nguyên nhân rất hay gặp bây giờ đó là viêm phổi do COVID. Các bạn, tại sao bên cấp cứu người ta hay sử dụng cái xương phổi này? Bởi vì như này, khi các bạn điều trị một bệnh nhân phù phổi thì không phải lúc nào bạn mang X-quang chụp liên tục, mà trong khi cái diễn biến của phù phổi nó diễn biến trong từng giờ một, từng ngày một, thì cái ông bác sĩ mà thực sự là người tâm huyết của người bệnh, người ta theo dõi bằng chiếc xương như thế này, người ta đặt đầu dò vào, người ta theo dõi các đường vi lai như thế này, người ta biết rằng cái tình trạng phù phổi nó có giảm đi hay không. Khi những đường vi lai này mất dần, ít dần đi, thưa dần đi, thì có nghĩa là tình trạng phù phổi đang giảm dần, và nếu nó dày tăng lên thì tiếp tục đó là nó phù phổi tăng lên. Và cái này được áp dụng rất phổ biến tại các cái trung tâm hồi sức cấp cứu ở nước ngoài. Các anh chị nào mình Bạch Mai chắc đi học nước ngoài nhiều lắm, mình chắc sẽ tiếp cận mình nhiều hơn. Và đây là cái phương pháp sử dụng để theo dõi phù phổi đầu tiên, xong rồi sau này thì người ta chuyển sang áp dụng luôn cho cái theo dõi tổn thương viêm phổi, trong đấy cũng bị viêm phổi lan tỏa. Và trong cái guideline của Tổ chức Y tế Thế giới thì người ta cũng dùng cái siêu âm để theo dõi cái tổn thương phổi đối với bệnh nhân COVID tại những cơ sở mà không đầy đủ trang thiết bị. Đấy. Hoặc là trường hợp mà chúng ta thiếu nhân sự, thiếu chủng liên tục thì chúng ta cũng sẽ sử dụng cái siêu âm, bác sĩ điều trị trực tiếp với sự siêu âm để theo dõi diễn biến. Như vậy thì cái phần về siêu phổi chúng ta sẽ trình bày cái dấu hiệu thứ nhất là đường A-line. Đấy. Dấu hiệu thứ hai đường B-line. A-line là cái đường tăng âm sáng nằm ngang song song. Đấy. Chạy từ phía đầu giò xuống xuống dưới. Còn đường V-line là những đường sáng, nhiễu ảnh sáng chạy dọc. Chúng ta phải dùng từ là đường nhiễu ảnh tăng âm nhé. Đường V-line đường nhiễu tăng âm chạy dọc từ hướng đầu giò xuống xuống đi xuống. Và đây là một cái xương sườn, các chị nhìn lên cái xương sườn đây. Nó tạo thành móng cá đâm đấy. Víu à, chào em. Anh bình thường em chào phải không? Bạn đã tắt mic giúp tôi. Đây là cái đường xương sườn thứ hai tạo thành móng cá đâm đây. Tôi thấy rằng giữa hai cái xương sườn này, móng khoai xương sườn này, nếu có một đến hai đường vi lai thì có thể là người bị cường. Chính vì vậy chúng ta thường lấy mốc từ ba cái đường vi lai lên là coi đường là bất thường, là tổn thương có thể dày từ chiếc kẽ, có dịch trong phế nang, tổn thương viêm viêm phổi hoặc phù phổi. Và đây đây là một cái hình ảnh người ta minh họa các cái đường B-line. Ở đây được sử dụng cái đầu dò sector, đầu dò tim để đặt vào một cái khoang lên sườn. Nhưng mà tôi thì tôi không thích dùng cái đầu dò này lắm, vì cái đầu dò này phân giải nó hơi thấp. Chúng ta nên đầu dò công bách, đầu dò bụng chúng ta đặt vào giống hình trước ấy, chúng ta lấy hai cái sườn sườn. Đấy, là cái mốc, chứ không nhất thiết phải dùng đầu dò sector để đặt vào đúng giữa khoang lên sườn. Đây là không có đường B-line nào, các đường A-line đó nó không được đẹp, vì đây là cái đầu dò sector nó nhiễu, nó không nét. Đây là một đường B-line, đây là hai đường B-line, đấy, đây là ba đường, đấy, năm đường, một, hai, ba, bốn, năm, đấy, cái này thì rất nhiều đường. Một cái đầu dò thứ hai người ta cũng được sử dụng là đầu dò lai nhiên. Đầu dò lai nhiên này thường để đánh giá màng phổi. Chúng ta muốn xem cái dày màng phổi vị trí nào thì chúng ta đặt đầu dò vào nó sẽ nhìn. Cụ thể những trường hợp này chúng ta thấy cái màng phổi dày rất rõ, chỉ nhìn dính một chút. Đấy, dịch màng phổi rất là rõ. Tuy nhiên tôi nói luôn là sử dụng phổ biến nhất nó đầu dò công tích, tầm khảo sát nó rộng, nó lanh lợi, chúng ta dễ nhìn, độ phân giải thì tạm ổn. Đấy, đầu dò lai nhiên thì khi chúng ta muốn phân tích chi tiết màng phổi, muốn sinh thiết thôi. Thế thì khi đầu lai nhiên chúng ta cũng sẽ đánh giá cái màng phổi nó, giống như mô phổi nó đẹp hơn rất nhiều. Chúng ta nhìn thấy những cái đường đường B-line rất là rõ, nhiều hơn rất nhiều. Và tuy nhiên đầu dò không đâm xuyên sâu, chúng ta nhìn nó đen xì dưới. Còn đầu dò convex thì chúng ta nhìn cái đường B-line nó không nét, nhưng chúng ta lại nhìn nó rất là sâu.
Đây trường hợp này cái đường đầu dò cung bích thì chúng ta nhìn cái màng phổi nó rõ không rõ, nhưng mà đầu dò nay đi chúng ta nhìn rõ cả cái dịch màng phổi và dịch có vách. Và chúng ta sẽ đến đây này. Cái đường Bilai. Nếu như mô phổi mà tổn thương nặng hơn nữa thì nó tạo thành đông đặc. Mức độ nhiều thì có thể tạo thành các cái toàn bộ cái một thùy phổi nó đông đặc này, gần giống như là nhu mô gan, nhu mô lách, nhưng nó xuất hiện những cái đường, những cái đường tăng âm, những điểm tăng âm liên quan đến còn một chút khí bên trong. Ở đây trường hợp này người ta có cái tiêm thuốc tương phản vào, nhưng ở Việt Nam thì không dùng đâu, tiêm thuốc tương phản âm đấy, chúng ta chỉ cần siêu âm như thế này thôi, không cần tương phản âm là cũng có thể nhìn được rồi. Chúng ta sẽ tìm thì có dịch bằng phổi bao quanh đây, đây hình đông đặc. Tuy nhiên một số trường hợp chúng ta nhìn thấy chỉ một số ổ thôi, xen kẽ với khí, một số ổ đông đặc. Như vậy trên siêu âm chúng ta có thể nhìn được các ổ đông đặc nằm ở dưới màng phổi, hoặc chúng ta có thể nhìn được cả cái thùy phổi nó đông đặc. Vì nếu như ở bên ngoài này mà có khí bên trong đông đặc chúng ta không nhìn được, nhưng mà đông đặc ở dưới màng phổi chúng ta nhìn được, hoặc là toàn bộ thùy phổi nó đông đặc thì nó chúng ta sẽ nhìn được cả cái vùng phổi đông đặc. Đấy, như vậy siêu âm chúng ta có thể quan sát được tổn thương đông đặc các ổ hoặc gì cả một thùy phổi đông đặc. Đây là những phương pháp đặt đầu dò siêu âm. Đặt đầu dò siêu âm thì tôi cũng nói được kỹ thuật, không thi cử gì anh chị cả. Khi chúng ta quyết định siêu âm phổi thì chúng ta sẽ phải khảo sát rất là mất thời gian. Cái nhược điểm của siêu âm phổi là gì? Là mất thời gian. Chụp cái quang phổi kỹ thuật viên họ vào họ chỉ loay mất 5 phút người ta xong hết ra rồi. Nhưng chúng ta siêu âm thì chắc chắn là vượt quá con số 5 phút. Vì sao? Vì nó có khí để che, nhưng mà chúng ta tiếp cận phải đủ mọi hướng. Người ta gợi ý từng đây cái đường về siêu âm 1, 2, 3. Đấy. Từ cái vùng siêu âm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Người ta lấy cái vùng này chứ không lấy trên này. Vì sao? Có cái xương bả vai nó che. Đấy. Chia các vùng siêu âm. Thậm chí là đối với bệnh nhân COVID người ta có thể tính điểm, đánh giá mức độ nặng, rồi thôi chúng ta đừng đi sâu vào chuyện đó, không nên đi sâu vào đó nhé. Như vậy thì cái phần về siêu âm, câu hỏi thứ ba là về siêu âm phổi và màng phổi thì chúng ta đánh giá. Thứ nhất là đối với màng phổi, siêu âm sẽ đánh giá được cấu trúc dịch, đánh giá tình trạng màng phổi và đánh giá được các cái dấu hiệu của tràn khí màng phổi. Còn đối với siêu âm trong nhu mô phổi thì đánh giá được cái tình trạng phù phổi hay là đông đặc phổi do viêm phổi, dựa vào đường bình thường đường A-lai, bây giờ xuất hiện đường B-lai và đếm số lượng đường B-lai chúng ta theo dõi xem là nó tăng hay giảm lên, và biết được tình trạng nhu mô phổi có tổn thương tăng lên hay giảm đi, theo dõi điều trị. Đấy. Và chúng ta có thể quan sát được cái vùng ổ đông đặc ở dưới màng phổi hoặc là toàn bộ thùy phổi đông đặc. Và các bạn đã trình bày như thế là cũng được trên một trang rồi, không cần nhiều đâu. Và có rất nhiều các bài viết trên mạng bằng tiếng Anh. Tôi biết trong đây chắc chắn các bạn đều đọc tiếng Anh rất tốt. Thứ nhất là các bạn đều viết trung ương hết. Phú Thọ cũng xếp nhóm viết trung ương rồi. Các bạn ở Phú Thọ đây không nhỉ? Dạ em đây ạ. Bệnh viện Phú Thọ bây giờ xếp vào tuyến trung ương đúng không bạn? Không ạ, bệnh viện Phú Thọ bệnh viện hạng 1 ạ. Thế nhưng mà tôi nhớ nhầm như 3 tỉnh xung quanh chuyển bảo hiểm đến các bạn. Vâng ạ, 6 tỉnh ạ. 6 tỉnh thì tuyến trung ương còn gì nữa. Vâng ạ. Ở bệnh viện hơn 10.000 giường rất đẹp. Vâng ạ. Tôi đi đến thăm bệnh viện của các bạn rồi, đẹp lắm. Nhiều bệnh viện tuyến trung ương như này có thể ngưỡng mộ cái kết cấu hạ tầng của các bạn đó. Cảm ơn thầy. Cả bạn Trần Anh Ảnh có bác sĩ Lục làm rất là tốt. Vâng ạ. Các bạn có dừng lại đây thôi nhé, tôi nghĩ là 3 câu đủ rồi nhỉ. Vâng, em thấy 3 câu là nhiều. Thầy đấy, nhiều. Thầy có thể rút cho em thành 2 câu được không ạ? Thì em thấy